Audio Jungle. À, chào tất cả các bạn, mình xin tự giới thiệu mình là Trình, và biệt danh của mình là Trình Thành Cao. Tại sao mình lại có cái biệt danh Trình Thành Cao? Tại vì từ khi mà bước vào trong cái lớp BE kinh doanh á, mình đã xác định được cụ thể cái giá trị cốt lõi của bản thân mình là gì. Ngày xưa mình có từng đi làm thuê cho công ty của nước ngoài, nó là công ty của Hàn Quốc, và mình làm bên giám sát xây dựng của chuyên ngành về nội thất, thạch cao, trang trí, đóng trần, đóng vách ngăn, dán giấy tường và rất là nhiều sản phẩm liên quan tới nội thất. Nhưng mà nếu mà cứ suy nghĩ kỹ hơn đi chăng nữa thì dù có làm tới bao lâu, có làm là thời gian có lâu đến đâu đi chăng nữa, thì mình thấy cái tư duy của mình nó vẫn là một người làm thuê. Mình nghĩ kỹ lại á, thì mình đang làm những kế hoạch của người khác. Từ khi theo học cái lớp B này thì mình mới cảm nhận được một điều là nó mở ra cái tư duy mới cho bản thân mình, là bản thân mình có quyền lựa chọn làm chủ hay là làm mướn. Nên mình đã có một lựa chọn chính xác cho bản thân mình, đó là mình chọn cái đường đi là làm chủ. Và để làm chủ được á, thì mình phải chấp nhận cái khó khăn thời gian ban đầu, đó là phải quyết định ra làm riêng, tự tạo cho mình cái thương hiệu, tự ra ngoài thị trường để bươn chải, để tìm kiếm khách hàng. Nhưng mà cái khó khăn của mình nhất á, khi mình ra thị trường, lúc đầu mình không biết làm gì hết, mình cảm giác như bị lạc giữa một cái biển khơi, mình leo trong cái con thuyền rất là nhỏ mà bị lạc giữa biển khơi. Nhưng mà khi càng đi học sâu vào cái chương trình học của V-Trading thì cái đầu của mình nó mở ra rất là nhiều ý tưởng, và cái tư duy của mình nó thay đổi một cách gần như là 360 độ. Đến tận bây giờ thì mình đã thành lập cái công ty riêng cho mình với cái tên gọi là TK, công ty TK chuyên thi công và lắp đặt các công trình nội thất về trần thạch cao và vách ngăn thạch cao, chống nóng, cách âm, cách nhiệt. Thì để mình chia sẻ cụ thể hơn một chút nữa là qua cái lớp học ngày hôm nay, mình cảm thấy nó rất là tuyệt vời, nó rất là bổ ích, đó là cái lớp Sales Master. Thì qua cái lớp học Sales Master này, mình có một cái ấn tượng vô cùng tuyệt vời, đó là nó chỉ cho mình cái phương pháp làm sao để tiếp cận khách hàng, làm sao để bán hàng tốt. Và nói chung là học xong rồi thì mình cảm thấy những cái nó mơ hồ, nhưng hoàn toàn nó không phải là mơ hồ, nó rất là thực tế và nó mang lại cái lợi ích rất là lớn cho cái việc kinh doanh của mình. Nhiều thời gian đến ngoài này, bởi vì nhận thấy cái này chính cho mình tuyệt vời, là anh đã truyền cho mình một cái bí quyết, đó làm thế nào để chúng ta được tiếp cận khách hàng nhanh nhất và gì chốt được ngoài cái mình hiểu.